Dạ vâng, xin chào mừng quý cô bác anh chị đã đến với kênh Tiệm Giày Xi 88 cũng như Đồ Siêu Hiệu 88. Số liên hệ chốt hàng của bên em là số 0987 377 553. Số Zalo là 0919 628 425, có như ở trên tiêu đề của bác anh chị nhé. Thì buổi sáng ngày hôm nay đây thì em lại có một cái nai giày công sở giày Tây, giày Xi hiệu đẹp tuyệt vời, hàng mới về nóng bỏng của bác anh chị nhé. Rất là mong nhận được sự quan tâm ủng hộ của bác anh chị ạ. Tất cả các đơn hàng em báo trên bài đều là hàng đã qua sử dụng hay còn gọi là hàng C, và đồng thời cũng chưa bao gồm phí ship mà chị nhé. Có một số mác bảo là sao lại không miễn ship, vì lý do rất là đơn giản thôi. Tất cả có mỗi một shop phải có cái cách bán hàng riêng các bác ạ. Các bác mà được free ship thì họ cũng đã tính tiền ship tất vào đấy rồi, 2 năm 30.000 ship họ đã cộng vào giá hết rồi các bác nhé. Thì mới như em vừa nói đó, thì tất cả các đơn hàng em báo trên bài đều chưa bao gồm phí ship, như vậy thì giá thành nó lại thấp đi. Nhưng bên cạnh đó, anh chị nào mà chuyển khoản cho em đủ 100% thì em sẵn sàng bao ship cho quý của anh chị nhé. Một điều đây em muốn nhắc cô bác anh chị, người ta bảo là sự thật thì hãy bắt lòng, mà bắt lòng trước hơn được lòng sau. Các anh chị vào xem kênh, đăng ký kênh em đã rất là cảm ơn chân thành rồi. Và bên cạnh đó thì anh chị nào thực sự quan tâm sản phẩm nào, thực sự yêu thích mà mình cần thì mình hãy chốt, hãy mua của anh chị nhé, để tránh tình trạng cái việc là tuy rằng ở đây con sâu nằm rồi nồi canh thôi, nó là một số ít thôi, nhưng vẫn có đâu đó có một vài bác khi chốt hàng thì rất là ngon này, chốt như đúng rồi, chắc mẩm rồi, thì khi về thì nhân viên gọi thì nhất định không nghe, không liên lạc được. Có những bác nói rất là hay mà rất là buồn cười luôn, anh không thích lấy nữa, anh không mua nữa. Có những bác trả lời không thích lấy, thế thì em chịu có bác rồi. Thì cũng mong các bác lưu ý giúp em cái việc này, bởi vì là mình không thích thì không mua để mình dành cơ hội cho những người khác. Có những mẫu hàng, mã hàng, sản phẩm rất là đẹp thì có vài ba bác hỏi thì để cho một bác đấy, thì không để cho những bác kia. Thế khi hàng về nơi bác lại không nhận, như thế là đồng nghĩa việc là các bác khác đã mất đi cơ hội săn và sưu tầm cho mình những cái món hàng yêu thích. Em chỉ nói đơn giản vậy thôi, mong các bác hết sức thông cảm. Bên cạnh đó thì bên em vẫn tiếp tục áp dụng cái chương trình tặng quà các bác nhé. Mỗi vụ đơn hàng thì em vẫn như thường lệ, em vẫn tặng một các bác một cái đồng hồ. Đồng hồ này nó có rất nhiều cho anh các chức năng. Thứ nhất là chức năng là báo độ ẩm này, báo nhiệt độ, báo độ ẩm này và báo giờ, báo thức nữa nhé. Cái này nó có hình tháp. Cái này thì theo em thấy nó đăng ở trên bài là phần lớn là nó sản xuất cho các bác mà đặt ở nhà vườn này, những cái nhà khu gieo trồng này, nó cần thời gian và cần nhiệt độ, người ta báo độ ẩm các bác. Ví dụ như timen này nó là thời gian này, đây nó có cái màn hình led các bác anh chị nhé, đây nó có màn hình led này. Đấy, thì ở đây nó có các cái chế độ điều khiển khác nhau này. Các bác cũng có thể để cái đèn này suốt đêm để làm cái đèn ngủ ở trong phòng mình cũng được các bác nhé. Đó. Em xin phép được dùng cái màn hình ra xa một tí cho các anh chị xem cho nó dễ. Đó. Nó hình tháp như thế này các bác. Cái này chúng ta có thể xoay đi xoay lại nhé các bác nhé. Đó. Cái này thì em đặt thì số lượng nó có ít thôi, em làm quà cho các bác thôi chứ nó không có nhiều. Và đây nó có cái bảng hướng dẫn nhé, nó có cái sách hướng dẫn có nhé. Thì mỗi một đơn hàng cho dù nhiều ít này em đều tặng một cái cái like, những cái like dài ngày hôm nay nhé. Mà bác nào mà không thích, không thích cái đấy thì em sẽ tặng các bác một cái dây lưng đó nhé. Tặng các bác một cái dây lưng này, mặt cá sấu như thế này. Tặng các bác một cái dây lưng, mua một đôi giày, tặng một cái thắt lưng hoặc một cái đồng hồ còn kèm theo các bác nhé. Các bác chỉ cần báo mã cho em thôi nhé. Bác là thu hàng nhớ nhắc em nhé, bác lấy đồng hồ hay thắt lưng thì nhớ báo cho em nhé. Đó. Và em còn một vài mẫu như này, bác nào mà ưng thì có thể xem những video cũ em veo rất em view rất là kỹ cái dòng mặt thắt lưng này các bác nhé. Đó. Số liên hệ chỗ hàng của bên em đây. 0987 377 553, đồng thời số Zalo là 0919 628 425. Em không để cô bác anh chị chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu nha. Em dùng cái này vào một tí, các bác chờ em một xíu nha, em xem cái này nha các bác nhé. Đó, các bác gửi xem. Đó. Bác đợi em một xíu nhé. Bật cái này lên tí nữa. Đó.
Cái này của em sắp hết pin rồi. Đó, hết pin rồi các bạn. Không sao. Đó. Thì hôm nay em có một số mã giày rất là đẹp. Ví dụ như đây là một đôi Zadan này các bạn ơi. Đó. Một đôi Zadan rất là đẹp. Thôi hôm nay em bỏ cái này đi. Trước mắt quý bác anh chị đây là một đôi Zadan. Một đôi giày rất là đẹp luôn, tuyệt đẹp luôn. Cái này để form dáng Oxford này, à, dáng Dermy này các bác này. Đó. Dáng Dermy này. Rất là đẹp không các bạn? Form dáng rất là đẹp. Cái này nó là hệ dòng da đan toàn bộ các bác nhé, da thật 100%. Đây thương hiệu của nó đây. Em mình không biết đọc, cái này sản xuất tại Pháp các bác nhé. Đôi giày này được đóng tại Pháp. Hiệu Ekani này. Cái thương hiệu rất là nổi tiếng này. Đế thì nót nguyên của nó các bác nhé. Nót thì nót nguyên bản của nó này. Một đôi da đan này. Nó rất là đẹp các bác nhé. Nó rất là đẹp luôn. Cực đẹp luôn các bạn. Phần đế thì đây, đế vẫn đế nguyên của nó các bác nhé, đế vẫn đế nguyên của nó này. Đôi giày thương hiệu của Pháp các bạn, à, chưa như nhau luôn. Đó. Con này là có size là đi 41 các bác nhé, có size 41, size 41 các bác nhé, nó đẹp kinh khủng luôn các bạn. Hàng này nó là hàng siêu tầm các bạn. Nó đẹp thiên thần luôn các bạn. Đặt ở góc độ nào nhìn nó cũng đẹp các bạn. Đôi da đan đẹp quá. Sản xuất tại Pháp. Đây em bắt đầu lên mã 0 các bạn nhé. Cái mã đầu tiên này này. Em tính đầu trang là mã 1 01 các bạn nhé. Mã 101. À, các bác vào chốt hàng thì vui lòng liên hệ rồi báo mã cho giúp em nhé. Báo mã giúp em này. Các bác cũng có thể search vào Zalo. Zalo của em để xem những cái mẫu giày các sản phẩm khác em đăng ở trên Zalo nhá. 101 này. Có size 41 cả nhà nhé. Hôm nay em sale các bác này, 800.000 này. Giá 800.000 các bác nhé. 101, mã 101. Size 41 giá 800.000. Tặng các bác một cái đồng hồ hoặc một cái thắt lưng các bác nhé. Đó. Mã 101. Các bác vào xem và chốt hàng vui lòng cho em biết là các bác đang xem nay dài ngày bao nhiêu nhé. Chẳng hạn ngày 25, 26 thì các bác báo cho em dễ tìm hàng cho các bác nhé. Đó. Đẹp quá đẹp luôn. 101 size 41 giá 800.000. Thì hôm qua mã 2. Mã 2 một đôi Dermy. Một đôi Dermy cực đẹp. Form dáng mũi nhọn này. Các bác nhìn cái dáng thuần. Dáng thuần đẹp chưa? Độ mới cao các bác nhá. Đế này, các bác nhìn đế là thấy uy tín này. Đó. Nhìn đế là thấy uy tín các bác. Đây hiệu của nó đây. Con này được sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Dáng điệu rất là đẹp, hai con như nhau, cái họa tiết, này, cái đường kim mũi chỉ này rất là chi tiết các bạn, độ mới cao các bạn nhé, con này mới 90%, hôm nay em toàn hàng tuyển hết các bạn nhé, có cả gà nữa các bạn nhé, có cả đuôi gà nữa, 102 cả nhà nhé, mẫu dày quá đẹp luôn, 102 này. 102 này có size 40 ở nhà nhé, size 40 anh chị nào mà chân 40 thì chốt xe mã này nhé, 750 này. 750.000 ở nhà nhé, 750.000 tặng kèm một cái dây lưng đó, 750.000 ở nhà nhé. Em qua mã phép của con mã một đôi thì một đôi quá đẹp luôn các bạn, đôi giày này thì
gì nói đây, xi mà độ mới nó như thế này các bạn, thương hiệu của đây Equin nhé. Một đôi Oxford đẹp chưa các bác, đế thì đế này, à nót này, nót mềm, cái này có độn độn đế các bác nhé, có độn đế tăng chiều cao một chút nhé, bác nào có chiều cao khiêm tốn thì chốt đôi này. Đó. Da các bác nhìn chất da đúng chưa, chất da đúng chưa, quá đỉnh, hai chiếc như nhau hết các bác nhé, hai chiếc như nhau hết. View hàng view rất là kỹ các bác nhé, mong các bác cố gắng xem hết video giúp em. Đó. Con này có màu da lâu lâu nhạt các bác nhé, lâu nhạt. Size 42, mã 103 có size 42 các bác nhé, giá 1.50.000 ở nhà nhé. Mã 3 này, size 42, giá 1.050k. Mã 102 ấy, em lại nhìn nữa. À 103 chứ, 103 cả nhà nhé. Mã 103 size 42, giá 1.50.000 các bác nhé, giá 1.50.000. Cái màu này nó rất là hiếm các bạn, rất là đẹp luôn. Giá 1.50.000 cả nhà nhé. Tiếp theo đến mã 3. Mã 3 một đôi quá đẹp luôn. 3.000. Đẹp chưa? Màu rượu vang. Cái này là da B cả nhà nhé. Cái này là da B cả nhà nhé. Em bỏ mã. Cái này là da B cả nhà nhé. Không bốn cả nhà nhé, có size 42 này, 950.000 cả nhà nhé. Cho các bác xem phun da cả nhà nhé, phun da, con này da bê nó mềm mềm như bún luôn các bạn, nên chân đôi nào bác nào mà chỉ thích trẻ trung thành này chốt đôi này, đế nó còn nguyên các bác nhé. Phần trước đó là dán topi chống trơn trượt, hai chiếc như nhau. Đẹp quá, đẹp quá này, đẹp luôn. 104 size 42 giá 950.000 cả nhà nhé, 104 size 42 giá 400.000, tặng kèm một cái thắt lưng đó nhé, tặng kèm một cái thắt lưng. Da mềm sụt dài này, có bác không chốt thì chốt dài nào nữa. Tiếp theo là một đôi da đan nữa, 105 các bác nhé, mã 105, một đôi Itani đẹp không tưởng tượng, phun da luôn các bạn, phun da, phun da luôn. Con này có size 40.5 nha nhé. Size 40.5. 106. Size 40.5 nha nhé. Các bác nhìn có thể nhìn dài không? Các bác nhìn dài không ạ? Quá đẹp luôn. Itani. Hiệu Itani. Tất cả đầu đuôi bao keo chỉ hết các bác nhé, bảo hành keo chỉ cho bác 3 tháng hết các bác nhé. Size 40, 40.5 đi vừa cả nhà nhé, 850.000, 850.000, 105,
5. Có sai 40. Này 5. 800.000. Mã 105 sai 40, 40 này 5 giá 800.000 các bác nhá, giá 800.000. Những cái hàng này là hàng siêu tầm hết các bác nhá, hàng siêu tầm hết. Quá đẹp luôn. Em tiếp một mã nữa. Mã giá Rubik nữa. Đẹp không tưởng các bác. Đẹp không tưởng luôn. Mã 6 cũng có size 42 cả nhà nhé. Cũng có size 42. Cũng có size 42 cả nhà nhé. Form dáng dày, form dày các bác. Form dày kinh điển. Nhẫn thín luôn các bác. Sau các bác. Phần đế, đế đã được dán topi chống trơn trượt các bác nhé. Luôn của nhà sản xuất luôn chứ không phải là mình dán ngoài các bác nhá. Cái này là nó theo đế luôn này. Và phần đây đã được chạy chỉ hết rồi nhá, chạy chỉ âm hết các bác nhá. An ba này. Thương hiệu An ba. Phun ra luôn ở trong các bác thấy đẹp. Đẹp mini luôn. Mã 106 size 42. 106 size 42. Giá 850.000. 106 này. Size 42. 850.000. Mã 106 size 42 850.000. Mã 106 size 42 850.000. Mã 106 size 42 giá 850.000. Tiếp một mã nữa. Mã giày người. Sẽ cũng size 42 luôn cả nhà nhé. Cả nhà có thể xem form của nó. Đẹp thiên thần. Hotpot phần đế cả nhà này. Đây này là hình con chuồn chuồn này. Dây này của Hàn Quốc các bác nhé. Đây là hiệu của Hàn Quốc nhé. Các bác nhìn thấy đẹp không? Chỗ này không phải là da gãy các bác nhé. Này không phải da gãy nhé. Đó, không phải da gãy các bác nhé. À, không phải là da nứt các bác nhé. Độ mới còn 80%. Cực đẹp một form dáng này trẻ trung thanh lịch. Độ mới cao nhà nhé. 107. 107 size 42. 600. 107. Giá 600.000 nhà nhé. 107 size 42 giá 600.000, 107 size 42 giá 600.000. À, em có đôi gà này nhé. Em có đôi gà này. Em có đôi gà này cho cả nhà nhé. Đó. Một đôi Lacoste này. Một đôi Lacoste. À, đã qua sử dụng các bác nhé. Kiểu dáng thể thao, đây đây lực chạy chỉ dù hết các bác nhá. Đế đây, phần đế đây. Đó. Đây, sữa Lacoste đây. Xem nó đâu. Sản xuất tại Việt Nam các bác nhá. Con này có size 42 này. Size 42 cả nhà này. Size 42. Bác nào mà ưng đôi này thì chốt nhá. Em để các bác giá 600.000 các bác nhá. 600.000. Cho một đôi Lacoste. Cái hình con cá sấu rồi nào thêu nhá, liền nhá chứ không phải là dán đâu hay ép đâu mà các bác nhá. Đó. Độ mới cao các bác nhá. Size 42. Size 42 các bác nhá. 108. Size 42 này, giá 600.000. Các
các bác vào xem video thì vui lòng cho em xin nút đăng ký nhé, nút đăng ký kênh. Mai kia em lại có lại về nhiều hàng mới các bác, em lại về những cái kiện hàng mới. Các bác đăng ký kênh để cùng khui kiện cùng em nhé. Có rất nhiều giày đẹp, rất nhiều thắt lưng giày đẹp các bác nhé, giá 600.000, mã 108, size 42, giá 600.000. Qua mã tiếp mã, qua tiếp mã, một đôi có da, màu da rất là đặc biệt. Đó. Màu da rất là đặc biệt các bác này. Đó. Các bác thấy đẹp không? Màu da rất là đẹp luôn. Độ mới cao các bác. Cái gì hiệu Kisa gì đây. Misope này. Cái này của Hàn Quốc các bác nhé. Cái giày Misope của Hàn Quốc này. Độ mới cao, mới khoảng 85% các bác nhé. Có size 42. Đó. Size 42. 109 size 42. Giá 500.000 ở nhà nhé. Hôm nay rất nhiều size 42. Một này chín, mã 109 size 42 giá 500.000. 109 size 42 giá 500.000. Form dáng rất là đẹp. Tiếp mã 42. Qua chờ em xíu. Chờ một tí. Mình tiếp những mã giày thật đẹp cho các bạn chị sưu tầm. Một mẫu giày có màu xanh navy. Các bạn có một cái gam màu xanh navy. Cũng rất là ít, rất là hiếm các bạn nhé. Cũng size 42. Một mẫu giày chuông. Hai quả này nó bằng gỗ các bác nhé. Quả này là nó bằng gỗ này. Đó. Tất cả là full da hết. Cái dây này, dây đai này của nó bằng da. Dây đai vòng mặt này bằng da hết các bác nhé. Full da luôn. Đã được may chỉ âm các bác nhé. May chỉ âm hết. Một đôi da già này. Một đôi radar này. Size 42 các bác này. Hiệu radar. Full da các bác nhé. Da dày sụp luôn. Phần ngoài thì được làm nhẵn đánh bóng và lên màu, còn phần trong họ vẫn để nguyên nhé, để nguyên phần da lộn luôn. Đó. Đó, đùi siêu đẹp luôn này các bác. Mặc quần sọc này, quần sọc áo phông, quần sọc mà đi dạo, đi chơi đi dạo thì hết ý luôn. Đó. 110 các bác nhé. Mã 110 giá 600. Mã 110 giá 600. Cái này em dán ở dưới. Xin nó vân màu. 110 size 42 này. Giá 600. Mã 110 size 42 giá 600. Đó. Mã 110 size 42 giá 600. Mã 110 size 42 giá 600. Tiếp cái mã dài này, dài Hàn Quốc quá này, mã dài phong cách Hàn Quốc quá này. Nào, các bác một cái mã này rất là đẹp luôn. Tiếp cho một mã rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, mã thế đẹp, có gam màu lâu, siêu đẹp luôn, dáng thể thao đế bằng các bác nhé, đế bằng này. Đó. Đây là hiệu nó đây, các bác nhìn thấy không? Cái nó đóng cái hình tròn này. Đó. Đây, đế thì đế bằng các bác nhé. Đây, size nó đóng đây. Con này size 42 các bác nhé. Size 42. 42 cộng một tí các bác. Phần sau này hoàn toàn là da lộn hết các bác nhé. Phần sau gót da lộn hết. Tổng thể có gam màu trang trí hoa văn untit. Trang trí hoa văn kiểu untit. Tất cả nó còn đều nguyên bản cả nhà nhé. Còn nguyên bản cả nhà nhé.
mã 111. 111 có giá 400.000 ở nhà nhé, size 42. Mã 111 này. Size 42. Giá 400.000. Mã 111 size 42 giá 400.000 cả nhà nhé. Đó, bạn nào thích áo phông quần bò mà quần jean chốt đôi này nhé. Đó. Rất là đẹp, mã 111 size 42 giá 400. Mã thể thao đi. Nó thì còn nguyên này. Đó. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Còn đế đây, đế thì đế cao su các bác nhé. Đế thì đế cao su. Đế cao su này, đế cao su non này. Cái này rất là nhẹ các bạn, đôi này nhẹ lắm. Đôi này nó dáng thể thao mà. Đó, bác nào chốt đôi này thì báo em nhé. Có size 42. Mã 112 có size 42. 112 size 42. Mã 112 size 42, 350.000. Mã 112 size 42, 350.000. Càng về sau càng rẻ các bác nhé. Em nên nai thì em không có nên nguyên một loại nào. Em nên có thể là có rất nhiều loại và cái giá nhiều loại, nhiều giá khác nhau để cho các bác dễ lựa chọn nhé. Mã 112 này, size 42 giá 350.000 các bác nhé. Chờ em xíu em lên tiếp. À. Mắt chờ em. Size 42. Mình tiếp một mã này. Tiếp một mã đẹp cho các bác. Tiếp mã dài nhẹ cho các bác. Mã giải đẹp cho các bác nhé. Đôi này tổng thể có gam màu vàng bò này các bác này. Tổng thể có gam màu vàng bò này nhé. Có gam màu vàng bò. Kiểu dáng thì nó đây. Nó thiết kế cái dạng như này các bác nhé. Nó được may chỉ dù hết, chạy chỉ hết. Đế thì đế bằng các bác này. Ở Sope này. Một đôi giày của Hàn Quốc các bác nhé. Nằm nó thì còn nguyên. Còn này thì còn nguyên các bác nhé. Kiểu dáng rất là đẹp luôn các bác. Rất là đẹp luôn. Một đôi quá là đẹp luôn. Đặt em nó ở góc độ nào nhìn nó cũng đẹp các bác nhé. Đặt quay ngang quay ngửa góc độ nào nó cũng đẹp các bác nhé. Giá 400. 113. Mã 113 ở nhà nhé. Một một ba size 42 này. 113 size 42 này. Giá 400 các bác nhé. Giá 400. Mã 113 size 42 giá 400. Mã 113 size 42 giá 400 nhà nhé. Em nhắc lại mỗi một đơn hàng trong ngày hôm nay em tặng các bác một đồng hồ nhé. Tặng các bác một cái đồng hồ. Tặng các bác một đồng hồ. Hoặc là một cái dây lưng các bác nhé. Đó, hoặc một cái dây lưng bất kỳ đơn hàng nào các bác nhé. Bất kỳ đơn hàng nào chỉ được một trong hai sản phẩm này thôi các bác nhé. Một là các bác lấy thắt lưng thì thôi đồng hồ, lấy đồng hồ thì thôi thắt lưng các bác nhé. Một video cũng là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị, quý bác anh chị vào những video lần sau. Rất mong nhận được sự quan tâm của anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nhé. Nhấn like, nhấn nút chia sẻ ủng hộ em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị.